Trưa ngày 4 tháng 6, đoàn liên ngành trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp, chi cục chăn nuôi thú y thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Thế Long, 31 tuổi, ngụ Đồng Nai, về hành vi vận chuyển 70 con heo thịt từ kho trung chuyển CB thuộc công ty cổ phần chăn nuôi CB Việt Nam, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Trước đó, tối ngày 3 tháng 6, trong quá trình phúc kiểm lô heo thịt chở trên xe tải, cán bộ trạm kiểm dịch động vật Xuân hiệp thành phố Thủ Đức cùng đội cảnh sát giao thông Bình Triệu phát hiện sai số lượng ghi trong giấy kiểm dịch, 65 con nhưng chở 70 con. Tiếp tục kiểm tra giấy kiểm dịch số 21079227 do chi cục chăn nuôi thú y Đồng Nai cấp ngày 3 tháng 6 cho ông Hoàng Thế Long do kiểm dịch viên Trần Quang Huy ký, các cán bộ thú y phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường, nghi giả mạo. Cụ thể, sai thông tin trên giấy kiểm dịch gốc, sai chữ ký kiểm dịch viên so với công bố và dây niêm phong không phải do Chi cục chăn nuôi thú y Đồng Nai cấp. Qua xác minh trao đổi với kiểm dịch viên Trần Quang Huy, các cán bộ thú y của trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp được biết ông Huy đang nghỉ phép từ ngày 26 tháng 5 đến nay và không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho phương tiện nêu trên và chữ ký ghi trên giấy chứng nhận kiểm dịch là giả mạo.